Tôi hết sức là vui mừng để mà thông báo với quý vị là cái chương trình trực diện TV đó đã chính thức nhận được một cái sự tài trợ của một cái nhà phân phối trong một cái máy nước gọi là điện giải rất là uy tín đến từ Nhật. Đó là cái nước gọi là Alkaline, có hiệu là Karen. Và chúng tôi đã bỏ thời gian để mà nghiên cứu về cái sản phẩm này và xác định được đây là một cái máy lọc nước rất là tốt, có thể tốt nhất trong thị trường rồi. Chỉ có một cái điều mà làm cho chúng ta đắn đo là cái giá cả của nó thôi. Và chúng tôi biết được cái điều đó, cho nên là đã có sự trao đổi với phía bên nhà tài trợ, cũng như là cái phía bên nhà phân phối, và những cái nguồn gọi là tài trợ khác nữa. Nhà tài trợ, nhà phân phối đang muốn đưa những cái mặt hàng này đến với khách hàng của trực diện TV, thậm chí là những cái người ở phía Việt Nam nữa. Chúng tôi đã có yêu cầu bên những cái nhà phân phối và những cái nguồn tài trợ chúng ta tìm ra đó, để mà có một cái chương trình khuyến mãi cho quý vị và có thể là lên đến 20% mà chúng ta có thể được lấy về hoặc là được nhận tài trợ từ những cái nguồn khác. Cho nên những cái điều này quý vị nào mà cảm thấy tin tưởng mà hiểu được rồi cái máy này đó, thì mọi cái chi tiết và liên lạc á, quý vị hãy gọi thẳng cái trực tiếp đến những cái người đại diện đó. Thì ở Việt Nam á, là cái số điện thoại là 0907 660 332, tức là 0907 660 332. Và nếu mà ở Mỹ á, thì quý vị có thể gọi là 714 323 6689, tức là tại Hoa Kỳ đó là số 714 323 6689. Xin chào quý vị đã lại với chương trình trực diện TV. Thì trở lại với vấn đề mà cái căn bệnh gọi là Vũ Hán hay còn gọi là cái Covid-19 hoặc là một cái đại dịch hiện nay của thế giới đó. Thì chúng ta mới thấy được rằng là hiện nay nó đã lây lan sang rất là nhiều nước và gần như là tất cả các cái châu lục trên thế giới này đều đã có người nhiễm bệnh, chỉ ngoại trừ ở phía Nam Cực thôi, là cái nơi đó không có ai ở thì nó không bị. Chứ còn tất cả các cái vùng miền, những cái nơi rất là xa xôi mà người ta nghĩ là cái căn bệnh nó không có đến được, nhưng mà hiện nay người ta cũng đã phát hiện những cái người mà dương tính với cái Covid-19 này rồi. Và những cái người Việt Nam của chúng ta thì quan tâm rất là sâu, bởi vì ở Việt Nam nó có cái sự phát hiện của những người bị nhiễm, cũng như là có cái sự quan hệ trực tiếp đối với những cái người ở cái vùng gọi là ổ dịch. Cụ thể như ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái người đang làm công tác ở bên phía bên Trung Quốc hoặc làm đi thường xuyên lui tới ở khu vực đó, rồi ở bên Hàn Quốc cũng vậy. Đó là hai cái nơi mà bây giờ là đứng đầu về cái dịch bệnh. Thì ngược lại thì những người mà họ đi du lịch từ phía Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc đến Việt Nam rất là đông. Kể cả là họ đi qua để mà họ làm việc nữa, và nhiều cái người khác, nhiều sắc dân khác họ đi đến Việt Nam nhưng mà họ lại quá cảnh ở bên Trung Quốc, ở Hàn Quốc, hoặc là ở Hồng Kông hoặc là ở Đài Loan, cho nên là những cái nơi đã có người bị nhiễm bệnh rồi, và chính những cái điều đó nó đã làm cho cái gánh nặng hơn nữa trong cái công tác gọi là phòng chống gọi là dịch bệnh của Việt Nam. Thì ngay từ đầu rất là sớm ở phía Việt Nam người ta đã chủ động để làm được hàng loạt những cái biện pháp. Mà cái biện pháp quan trọng nhất trong cái thời điểm hiện nay đó là làm sao để cách ly những cái đối tượng mà nghi ngờ rằng có thể bị nhiễm bệnh. Bởi vì thực tế đã xác định rồi, trong những cái cây lan, coi như những cái trường hợp mà lây nhiễm đó, là người ta chỉ quá cảnh ở một cái khu vực đó thôi. Giống như là trường hợp mà ông Việt Kiều trước đây đó, ở Mỹ đi về Việt Nam mà chỉ quá cảnh ở bên Vũ Hán chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà lại mang cái mầm bệnh đó về cho cái bản thân và đem đến Việt Nam còn lây thêm người bệnh khác nữa. Thì chính vì cái kế hoạch mà cách ly bắt buộc đối với những cái người mà có nguy cơ lây nhiễm đó trong vòng 14 ngày, cho nên là thành ra nó đã tạo ra rất là nhiều cái sự khó khăn, và người ta nói có thể là nó quá tải nữa, bởi vì như cái lời tuyên bố của các cái lãnh đạo của thành phố Hà Nội, kể cả thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, những cái nơi, những cái đầu cầu mà các cái khách du lịch đến hoặc là những cái người lao động của Việt Nam từ phía Hàn Quốc hay là ở phía Trung Quốc mà trở về trong một cái điều kiện mà cần thiết là để mà đi rời khỏi cái vùng mà dịch bệnh đó, thì khi mà trở về phải có sự cách ly, và cách ly bây giờ phải có những cái cơ sở vật chất và có những cái địa điểm để mà người ta trú ngụ trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó thì bên Việt Nam thì cũng đã cho tiếp tục học sinh được nghỉ học rồi, cho làm đủ thứ chuyện hết. Thì cái việc làm thì bây giờ cũng đã bắt đầu trở lại, và cái tâm lý lo sợ trong cái người Việt Nam cũng có lẽ là dần dần được tháo bỏ rồi. Cụ thể trong thời gian vừa qua thì
cái tổ chức gọi là WSO của thế giới, ngay cả CDC của Hoa Kỳ cũng đã xác định là ở phía bên Việt Nam không phải là cái nơi mà cái nguồn có thể là lây nhiễm mạnh ở trong cái cư dân nữa, cho nên là cũng không có khuyến cáo những người dân hạn chế đến đó. Và chính những cái điều này, những cái tuyên bố của các cái tổ chức quốc tế đó đã làm cho cái tự tin hơn về cái cách sinh hoạt của những người dân, mặc dù ở góc độ của những cái người quản lý của những các lãnh đạo của Việt Nam thì người ta vẫn tiếp tục để mà siết chặt lại trong rất nhiều những cái trường hợp, nhất là những cái người đến từ những vùng cách ly, đến từ cái vùng nhiễm bệnh. Nhưng mà người dân thì người ta thoải mái hơn. Chúng ta thấy là bây giờ có rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái thông tin cho rằng những cái người dân họ đi ra ngoài, họ giao dịch với nhau, đã bắt đầu bớt đi những cái việc mà đeo khẩu trang như những ngày đầu nữa, bớt đi cái sự mà dè dặt hay là cái sự lo sợ, bởi vì người ta tin tưởng lẫn nhau, họ cảm thấy là những cái người mà mình giao dịch là những người ở Việt Nam mà cũng không có phải là đi trở về từ cái nơi mà có thể bị lây nhiễm, hoặc là những cái người Trung Quốc hay người Hàn Quốc mà họ có tiếp xúc với mình thì cũng là những người đã ở Việt Nam lâu rồi, hoặc là những cái người mà họ không có tiếp xúc với những người mà vừa trở qua, và những người mà vừa đến Việt Nam thì đã bị cách ly rồi, thì sau khi cách ly thì trả lại cộng đồng thì người ta an toàn. Thì những cái điều này, những cái cách làm đó nó tạo ra một cái tâm lý gọi là bình an, và người ta cảm thấy tự tin hơn. Và chính vì cái sự tự tin nó rất là cần thiết trong lúc này, thì chính cái tâm lý hoang mang hay tâm lý sợ hãi của quần chúng mới là một cái điều để cho làm ảnh hưởng tới nền kinh tế, ảnh hưởng tới cái sự sinh hoạt, và người ta có thể là bị chết đói trước khi bị chết vì cúm. Thì chúng ta thấy là cái cúm này nó có tước đoạt sinh mạng người ta dễ dàng hay không, hay nó có thật sự quá nguy hiểm đến mức mà người ta cảm thấy cần phải làm mọi cách để mà cách ly nó theo cái kiểu là không cần giao dịch, không cần quan hệ gì hết, rồi không thụ động nằm nghỉ ở nhà thôi. Thì chúng ta trở lại vấn đề là ở phía Hoa Kỳ bây giờ cũng như thế, đã có những người chết rồi, và cái người chết này thì được xác định là bị bệnh, có cái tiền sử trước về một cái bệnh phổi, mà khi nhập viện thì trong một cái tình trạng là coi như là cũng khá là nguy kịch. Cho nên chính những cái điều đó thì nó chúng ta khó mà đánh giá chính xác là họ bị mất mạng vì bị cái bệnh corona hay là vì cái vấn đề sức khỏe khác. Và hiện giờ cũng còn có một số những cái trường hợp, khoảng mấy chục cái trường hợp mà ở phía Hoa Kỳ nói rằng có bị nhiễm dương tính. Tuy nhiên đa phần trong số đó cũng sẽ khá hơn và cũng sẽ được chữa khỏi. Một số cũng đã được chữa khỏi rồi. Và ở phía Mỹ cũng xác định là có những cái trường hợp là đang nghiên cứu về cái vaccine và có cái kết quả ban đầu đã được thực nghiệm trên một số người. Và cái thủ tục mà chúng ta biết đối với Hoa Kỳ khi mà nghiên cứu một loại thuốc họ rất là khó khăn và trải qua rất là nhiều năm. Bởi vì sau khi mà thử trên động vật hoặc là thử trên một số cái xét nghiệm rồi, nhưng mà cũng phải tiến hành thử trên người, và thử trên người là cả một quá trình. Từ thử ít người lên đến thử nhiều người, từ thử ở một cái khu vực đến thử trên nhiều khu vực, và có những cái kết quả đó và báo cáo, rồi từng bước phải có những cái nghiên cứu, những cái đánh giá khoa học nữa, thì sau nhiều năm, nhiều cái kết quả như thế, người ta mới tiến tới là kết luận cái thuốc đó là được phép sử dụng hay không. Thì chính vì Hoa Kỳ cũng đánh giá là phải có trách nhiệm đối với cái căn bệnh này để mà thực hiện cho người dân họ an tâm, là ông Tổng thống Donald Trump cũng đã bổ nhiệm ông Phó Tổng thống là Mike Pence làm coi như là trưởng ban về cái phòng chống đó, và thực hiện trách nhiệm chung trong cái việc mà chỉ đạo toàn bộ cái hệ thống của quốc gia trong cái việc mà phòng chống cái dịch bệnh này. Thì cái cách làm là để như thế, để cho người ta có cái sự phối hợp với hành động. Và cái nơi mà có một cái người bệnh mà chết là cái tiểu bang gọi là Washington, thì đã chính thức công bố cái tiểu bang đó là một tiểu bang nằm trong cái tình trạng khẩn cấp rồi, bởi vì nơi đây là nơi có cái người bệnh, và chính cái người bệnh này có thể là tiếp xúc với một số những cái người nào đó, cho nên người ta cần phải thực hiện thêm một số những cái biện pháp khẩn cấp trong cái việc mà cách ly hay là điều tra xã hội học, từ điều tra về cái nhân thân của người đó, để rồi tiến hành điều tra thêm là có sự lây nhiễm của cái con virus sẽ đi tới đâu. Thì cái đó mới là một cái điều mà cần thiết, và cái tiểu bang cần đưa ra những cái điều đó để mà nhận được cái nguồn kinh phí của liên bang trong cái việc mà phân bổ về cái việc mà đối phó đối với cái bệnh dịch này.
Thì chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cũng có nói là cái con virus này nó giống như là một cái chuyện bình thường thôi, nó cũng giả dối thôi, nó không có phải là cái vấn đề gì là quá quan trọng, mà kêu gọi người dân chúng của Hoa Kỳ phải hết sức là bình tĩnh. Thì chắc chắn là trong cái thời gian tới nó sẽ có những cái tin tức mà người Hoa Kỳ phải được đón nhận, tức là có cái sự lây lan. Chúng ta sẽ nghe nói về những cái sự lây lan tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ, hoặc là phát hiện thêm về những cái người bệnh, thì cái số lượng người bệnh có thể tăng lên. Tuy nhiên cũng khẳng định một điều rằng là đa phần trong số họ đó bị nhiễm rồi vẫn sẽ được điều trị và họ sẽ khỏi bệnh. Thì đó là những cái điều họ cũng dựa trên những cái cơ sở khoa học, chứ không phải là họ nói theo cái kiểu nói suông. Bởi vì trong thời gian vừa qua có một số người đang nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ cũng đã được chữa khỏi bằng những cái loại thuốc mà bây giờ người ta cũng chưa có công bố, chưa có phải là khuyến khích cho mọi người sử dụng. Ở phía Việt Nam cũng vậy, có 16 cái trường hợp thì cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn và bằng những cái phương cách chữa trị cũng hết sức là thông dụng, chứ không phải là có cái gì đặc biệt. Ngay cả ở trung tâm dịch là ở phía bên Trung Quốc đi nữa thì chúng ta phát hiện là hơn 80.000 cái trường hợp, nhưng mà mấy chục ngàn cái trường hợp, ba bốn chục ngàn trường hợp đã được chữa khỏi, mà chỉ có khoảng chừng coi như là 2.000 mấy người là coi như là bị mất mạng thôi. Thì cái số mà mất mạng so với cái số bị nhiễm nó rất là thấp, nó chỉ chiếm khoảng chừng 2% thôi, nó không phải là cái bệnh dịch gì mà đến mức độ mà người ta phải quá lo ngại, đến độ bị nhiễm cái là chết, nhiễm cái là chết. Và chưa nói là những cái người bị nhiễm nó có thể là họ bị yếu về cái vấn đề thể lực trước, hoặc là bị rất là nhiều những cái bệnh tiền sử trước nữa. Cho nên cái sự mà lo ngại cái căn bệnh này á thì gần như là nó sẽ là về cái mặt tâm lý nhiều hơn, và làm cho chúng ta lo sợ á, nó ảnh hưởng về cái sinh hoạt nhiều hơn, chứ còn thực tế của nó đó không có đáng để mà lo lắm. Những cái lời tuyên bố hay là những cái kế hoạch mà gọi là đóng cửa của, hoặc là tuyên bố về cái khẩn cấp của các cái nơi này nơi khác á, sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế. Những cái tác động của nó chúng ta cũng đã thấy rõ rồi, ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Khi mà đóng cửa những cái biên giới, hoặc là hạn chế những cái người đến những cái vùng đó, hoặc là hạn chế du lịch, rồi cần hạn chế cấp visa, hoặc là không cấp visa cho cái những cái nước này nước kia, thì cái sự mà ảnh hưởng đến kinh tế như cái ngành du lịch, ngành ăn uống, cái ngành giải trí, hoặc là trong rất là nhiều những cái ngành kinh doanh đó, chúng ta thấy là gần như là bị thua lỗ rất là nhiều. Có những cái trường hợp người ta đang đứng trước cái bờ vực vực coi như là phá sản nữa. Thì ở phía Hoa Kỳ vẫn thế và ở phía Trung Quốc vẫn như vậy, nó không có khác gì hết. Thì cụ thể như là cái khu vực ở phía Nam Hoa Kỳ, trong những cái ngày qua chúng ta nghe nói là cái quận Cam đã có những cái lời tuyên bố về cái khẩn cấp y tế, hoặc là cái khu vực khẩn cấp. Thì cái khu vực khẩn cấp của quận Cam được tuyên bố trong lúc mà quận Cam chưa có một cái trường hợp bị nhiễm nào. Dĩ nhiên là có, tức là trước đây có một cái trường hợp bị nhiễm nhưng hoàn toàn được chữa khỏi. Và bây giờ thì không có phát hiện một cái trường hợp nào khác đang bị dương tính. Thì cái hệ quả của cái việc mà tuyên bố khẩn cấp trong cái khu vực á, ngăn chặn cái dịch bệnh á, thì chúng ta cũng chưa có thấy nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên á, ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế là có. Và hiện nay trong mấy ngày qua chúng ta thấy là ngay tại quận Cam đã xuất hiện một số những cái trường hợp, như là nhất là những cái người trong gốc Việt á, họ rất là lo lắng và nghe theo những cái lời kêu gọi của những cái quan chức ở địa phương. Và nói rằng cần phải tích trữ lương thực, thực phẩm hay là thuốc men, và thậm chí là một số những cái vật dụng bình thường, nhất là những cái dụng cụ y tế thông dụng trong cái việc mà như là nước rửa tay hay là khẩu trang, hoặc là nước uống, rồi gạo, thức ăn này kia các thứ. Thì chính vì những cái điều đó chúng ta thấy rằng cái người Việt của chúng ta thì lúc nào cũng vậy, giống như cái kiểu là tích cóc phòng cơ mà. Cho nên cứ đi mua sắm, và trong mấy ngày qua, nhất là những ngày cuối tuần, chúng ta thấy rất là nhiều những cái chợ mà bán thực phẩm á, hoặc là bán những cái dụng cụ như thế, thì rất là đông người Việt của chúng ta đi mua, và coi như là có nhiều chợ gần như hết hàng luôn, và không có, bây giờ muốn mua bao bao gạo cũng hơi khó. Muốn mua một cái món hàng mà cần dùng á, trong cái trường hợp như vậy, như là ngay cả khăn giấy, ngay cả coi như những cái nước rửa tay, những cái khẩu trang này coi như gần như là không thể nào kiếm được rồi. Cũng nghe rất là nhiều những cái ý kiến là họ nói là bây giờ hạn chế đi ra ngoài, không có nên muốn gặp ai hết trơn á, cũng không có muốn đi quán ăn nữa, không có muốn mà đi vui chơi giải trí gì hết. Mặc dù trong cái khu vực quận Cam có rất là nhiều những cái chỗ giải trí giống như Disneyland hay là Six Flags, hay là nhiều cái nơi mà những cái công viên giải trí lớn mà có bán vé mà có thu nữa, rồi những cái chương trình ca nhạc hay là đại nhạc hội, những cái cuộc họp
đồng hương đồng huyết đồ các thứ hết, thì bây giờ cũng đã tạo những cái tâm lý và coi như là nhiều cái quán ăn cũng đã thấy vắng bớt người, và coi như là những cái bãi đậu xe của nhiều cái khu vực mà thường tập trung đông á, thì bây giờ nó cũng hơi bắt đầu vắng đi. Và những cái hình ảnh mà lo sợ hay là những hình ảnh mà đi gom hàng như thế á, thì nó đã từng xảy ra đối với những cái người Việt của chúng ta rồi. Chúng ta nhớ là trước đây như là nói năm 2000 cũng sẽ tận thế rồi, và sau đó là nói rằng cái lúa thóc lúa gạo gì đó sẽ không có và nó sẽ mất mùa hoặc là không có qua bên Việt, bên Mỹ kịp nữa, hoặc là trong một số những cái trường hợp nó cũng cuộc khủng hoảng của những năm trước đây đó, thì cũng đã xảy ra những cái trường hợp là nhiều người họ đi mua, có người họ mua 3-4-5 bao gạo, có người mua tới 6-7 bao gạo về chất đầy nhà luôn, ăn không kịp, đến cuối cùng là những cái bao cuối cùng là những cái bao nó gần như nó muốn hư nữa. Thì những cái điều kiện như thế á, thì nó đã từng xảy ra đối với người Việt của chúng ta rồi, chứ không phải là không xảy ra. Mặc dù là họ sống tại Mỹ đó, một cái nơi mà cung ứng hàng hóa có thể nói là không bao giờ thiếu thốn hết, và nếu mà nó thiếu chỉ là cục bộ trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó người ta cũng sẽ tiếp tục, người ta sẽ đưa đến những cái mặt hàng khác để mà chúng ta tiếp tục coi như đáp ứng cái nhu cầu của mình. Và mình mua tới đâu mình cần thiết thì mình sử dụng. Bởi vì cái lời kêu gọi của những quan chức ở địa phương thì nói rằng cần phải tích cóc, cần phải mua những cái lương thực và dự trữ cho cái đủ xài, ít nhất là không phải là 2 tuần nữa mà có thể lên tới 30 ngày. Một cái khu vực này ở phía Nam Cali là đã từng nổi tiếng là vừng bị ảnh hưởng bởi cái nguy cơ là xảy ra vấn đề là động đất rồi. Cái điều đó là ai cũng lo sợ hết, và người nào cũng phải chuẩn bị ít nhất là một phần nào đó. Nhưng mà bây giờ lại nhấn thêm về vấn đề mà căn dịch bệnh, mà còn kêu gọi những người dân đi nên chuẩn bị về cái lương thực. Chính vì cái điều này nó đã tác động những cái tâm lý. Và bây giờ người ta đồn đại với nhau rất là nhiều, người này nói người kia nói người nọ, nhất là trong giới người Việt với nhau, là nên hạn chế đi về Việt Nam, và nên hủy bỏ các cái chuyến bay, nên coi như là không có giao dịch với ai, nên như thế này như thế kia. Và đồn đoán là ở nước Mỹ hiện giờ có bao nhiêu người nhiễm rồi, và có người chết rồi, tình hình nó hết sức là căng thẳng, tình hình nó rất là nghiêm trọng. Nói chung là họ tự nhát ma với nhau thì nhiều hơn. Trong khi đó thì ở phía bên chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì muốn làm nhẹ lại cái tác hại của nó, và nói rằng nó cũng chỉ là ở mức độ bình thường thôi. Nếu mà so với các dịch cúm thông thường á, thì cái sự nguy hiểm của nó đó cũng chỉ là nó lây lan nhiều hơn thôi, và bây giờ nó chưa có cái thuốc trị, chứ thật ra là nó cũng sẽ bị đẩy lùi và người ta cũng sẽ khống chế được. Cái thiệt hại của nó không phải giống như là nhiều người họ tưởng tượng, cho nên mọi thứ phải bình tĩnh và phải chờ có cái sự hướng dẫn. Thì chúng ta thấy là trước khi mà có những cái lời khuyến cáo về vấn đề mà khẩn cấp á, thì mọi người ở vùng này á, thì họ rất là tự tin để mà tiếp xúc với nhau, bởi vì họ tin tưởng với nhau. Họ cứ nghĩ là những cái người bạn của mình thì trong cái thời gian vừa qua cũng đâu có đi về Việt Nam, đi đến Trung Quốc hay đi đến Đài Loan, đi về những cái nơi có thể có bệnh, hoặc là họ cũng chả có tiếp xúc với những cái người nằm trong cái nhóm đó. Hoặc là cho nên là gần như là họ tự tin với nhau, họ tin tưởng nhau mà họ tiếp tục quan hệ bình thường. Nhưng mà bây giờ trong cái trường hợp mà nêu lên là khẩn cấp, thì cái khẩn cấp đó nó có rất là nhiều thứ, và nhất là có những cái lời kêu gọi về gom hàng nữa, cho nên nó xảy ra một cái tình trạng là có thiếu hụt rồi, thiếu hụt cái nguồn cung ứng. Và những cái vấn đề này thì nó sẽ xảy ra những cái hệ quả gì khác nữa hay không thì chúng ta còn phải chờ đợi thêm. Thì chắc chắn là cũng có những ý kiến nói rằng nó đã ảnh hưởng đến cái vấn đề mà buôn bán về dịch vụ hay là du lịch hay là vấn đề mà giải trí và ăn uống các thứ này. Nhưng mà cái kết quả như thế nào, cái ảnh hưởng ra làm sao thì phải đợi một thời gian nữa mới có thể làm thấy được. Trong lúc nhiều nơi trên thế giới thì người ta đã coi như là xác định cái vùng của mình từ cái chỗ là khẩn cấp, từ cái chỗ là dùng về dịch, để rồi người ta tuyên bố là nó hết dịch khi mà nó điều kiện nó khác tốt hơn để mà người dân làm việc là bình thường. Nhưng mà ở cái khu vực ở miền Nam Cali, nó là ở quận Cam, thì người ta lại tuyên bố có dùng dịch khi mà chưa có bệnh. Thì đó là một cái cách làm mà gây ra rất là nhiều cái sự tranh cãi. Có những người họ ủng hộ thì họ nói là cần làm kỹ hơn, chuẩn bị nó dầu sao cũng tốt hơn. Còn những người mà làm ăn kinh tế khác thì người ta đánh giá là những cái việc làm đó là vội vàng và làm mà không tính đến vấn đề hậu quả về kinh tế. Nói chung là cái sự tranh cãi, cái sự đánh giá vấn đề thì tùy theo cái cách nhìn nhận của mỗi người, và nó có những cái
cái kết quả riêng. Thì nói tóm lại cái căn bệnh gọi là thế kỷ này, cái căn bệnh mà đại dịch như hiện nay á, gọi là cái Covid-19, thì nói chung là nó nguy hiểm là có nguy hiểm bởi vì cái sự lây lan của nó. Và có thể là gây khó khăn cho những cái người mà bị nhiễm bệnh và khó khăn cho cái sự quản lý, bởi vì người ta phải tiến hành cách ly, tiến hành điều trị và sử dụng nhiều cái nhân lực, nhiều cái dụng cụ, nhiều cái tiền của cho cái việc mà chữa trị nó. Tuy nhiên cái mức độ mà gọi là nguy hiểm đến giống như cái kiểu mà trời đất sắp sập, hoặc là cái khủng bố gần tới, hoặc là chiến tranh thế giới nổ ra, hoặc là cái kiểu mà chúng ta đứng trên cái bờ vực gần như là chết á, thì cái điều đó nó không có đúng. Và cái khó khăn bây giờ đa phần là nằm ở chỗ quản lý nhiều hơn, ở cái cách mà các nước họ làm thì nhiều hơn, tức là người lãnh đạo của quốc gia đó. Bởi vì trong cái cách mà họ ngăn ngừa, họ cách ly, tức là những cái người đến từ cái vùng nào mà có khả năng là nguy cơ bị nhiễm, người ta phải cách ly và tiếp tục cho ở trong những cái khu vực nào. Chúng ta thấy ngay tả Hoa Kỳ đi nữa cũng đã có khó khăn. Và từng trước đã có một cái vụ kiện ở Costa Mesa làm cấm cản, là ngăn cản cái kế hoạch của liên bang, tiểu bang muốn đưa những cái người bệnh đến ngay cái khu vực của mình. Thì cử chỉ vì cái cách ly, vì cái vấn đề mà điều trị thôi, mà nó cũng đã tạo ra một sự phản ứng rồi, và người ta cũng đã lúng túng trong cái việc mà sử dụng những cái nơi này nơi khác để mà làm những cái trụ sở làm cái việc đó. Ngay cả ở Việt Nam chúng ta thấy các thành phố lớn là bây giờ đã lên tiếng rồi, yêu cầu là các cái tỉnh khác phải san sẻ cái việc đó, bởi vì thiếu những cái trụ sở, những cái cơ sở vật chất để mà cách ly các cái người mà có cái nguy cơ nhiễm bệnh. Mà nếu như ở phía chính quyền người ta làm tốt những cái điều đó, cãi cả phía Hoa Kỳ cũng vậy nữa, những người mà đến từ vùng bệnh là đã bị cấm rồi, hoặc là đến từ vùng bệnh bắt buộc phải chịu cách ly, thì nhà nước đã làm cái việc đó cho chúng ta rồi, thì những cái người dân bình thường thì cứ tiếp xúc với nhau và cứ làm ăn thoải mái, chứ việc gì đâu mà phải tự mình cách ly mình, để rồi mà tự mình làm khó mình, để rồi cuối cùng cái việc mà giao dịch, việc làm ăn, việc buôn bán nó rất là khó khăn. Thì dĩ nhiên là kinh tế của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua có một cái khoản bị nghỉ, nghỉ Tết, và sau đó họ nghỉ bắt buộc vì cái việc là dịch bệnh nữa, để coi cái nó lây lan như thế nào. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu họ trở lại rồi, thì chính trong cái thời gian mà họ nghỉ đó, nó đã ảnh hưởng đến kinh tế của Trung Quốc và ảnh hưởng luôn cái kinh tế của thế giới, bởi vì Trung Quốc là một cái nguồn cung ứng hàng rất là lớn. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu trở lại và họ nói là trong vòng 1-2 tuần tới có thể làm coi như là họ trở lại phục hồi hoạt động, coi như là nó cái tỷ lệ nó cao hơn. Và một khi mà Trung Quốc đã giật dậy á, thì nó sẽ kéo trở lại các hoạt động của tất cả những cái ngành kinh tế khác. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là một cái tuần đen tối của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, khi mà các cái chỉ số chứng khoán nó bị tụt giảm nghiêm trọng, bởi vì nó ảnh hưởng bởi những cái tin tức liên quan tới cái con Covid-19 này, mà cụ thể là từ ở phía bên Trung Quốc. Thì những cái điều đó đó nó sẽ từ từ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó khả quan hơn, khi mà những cái tin tức ở phía bên Trung Quốc họ đã trở lại, họ làm việc và cái hứa hẹn về cái việc mà tìm ra những cái loại thuốc để mà chữa trị nó, cũng như là những cái vaccine đang cái thử nghiệm coi như là cũng khá là thành công rồi, cái dấu hiệu của nó cực kỳ khả quan. Thì chắc chắn là cái thị trường nó cũng sẽ khá hơn, và cái người dân chắc họ cũng sẽ tin tưởng hơn, bởi vì ở phía nhà nước họ đã làm cái điều mà ngăn cản cách ly các cái nguồn nguy hiểm rồi, thì chúng ta không có việc gì sẽ lo ngại hết. Thì cần cái gì thì xài cái nấy, và chỉ mua đủ xài thôi, hoặc là mua dư một chút đỉnh thôi, chứ còn mà đi có cái tình trạng mà thu gom rồi làm hàng loạt những cái vấn đề á, thì cuối cùng có chất đầy nhà đầy cửa, rồi cái dời qua chỗ này qua chỗ kia qua chỗ nọ, lâu lâu ra cứ mà ăn đồ cũ hoài, và nó cũng không có tốt gì, chưa chắc gì nó tốt gì cho sức khỏe đâu, và nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái đời sống của chúng ta, bởi vì mình phải bỏ tiền ra mua, và trong cái lúc mình chưa có cần xài tới mà chi rất là nhiều tiền, rồi chưa nói là cái việc mà cung ứng hàng nó thiếu thốn đó, thì ví dụ bao gạo bây giờ mua 32 đồng, thì tới đây nếu mà thiếu thốn thì 5-7 bữa nữa họ đem những lô hàng mới về, họ sẽ bán 34, 35, 36 đồng chẳng hạn. Thì khi mà cần quá mình cũng phải mua, mà cứ nghĩ là mình cần nó phải mua, và mình mua nhiều quá thì mình xài vừa mắc tiền vừa tốn tiền, mà lại chưa có xài tới, mà cái khi mình xài tới cuối cùng á, thì có bao thứ 5, thứ 7 đó, thì nó lại là nó gần như muốn móc rồi, thì mình lại là cái người bỏ tiền nhiều mà ăn những cái đồ nó không ra gì hết, thì có đáng hay không. Thì chính vì những cái điều đó là người ta nói rằng cái căn bệnh này thì vấn đề về tâm lý thì nhiều hơn, cái tác hại về cái lời đồn á nó mạnh hơn
kể cả cái tác hại thực tế của nó. Cho nên nó làm gì làm chúng ta phải hết sức là tỉnh táo và nghe theo những cái chỉ dẫn ở phía những cái tin tức chính thống. Thì phía chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cũng có nói là phía bên đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái con Covid này và để không muốn đánh phá, bởi không triệt hạ cái thành quả của ông Tổng thống Donald Trump. Bởi vì cái thời kỳ của ông Tổng thống Donald Trump thì nói về cái vấn đề kinh tế đã đưa lên rất là nhiều cái họ cái tỷ lệ thất nghiệp nó cũng giảm đi, rồi cái nền kinh tế nó tăng cao, và người ta muốn làm nhát ma cái con Covid-19 để mà làm cho cái tâm lý quần chúng họ hoang mang, họ lo sợ, để rồi cái nền kinh tế nó bị ảnh hưởng và nó sẽ phá đi cái thành quả của ông Tổng thống Donald Trump. Nó coi như là để thấy rằng ông Trump làm không có được việc, cho nên là tạo ra cái sự hoang mang. Chính vì những cái điều này người ta tố cáo lẫn nhau về cái mục đích chính trị. Và do đó đó, ở góc độ của chúng ta là những cái người dân thì mình nên tỉnh táo, mình phải biết phán xét và coi cái tin tức nó phải từ cái nguồn chính thống, chứ nhiều cái nhận định nó giờ lung tung lắm, nó không có rõ ràng thì nó sẽ rất là thiệt hại, mà thiệt hại quan trọng nhất là cho chính chúng ta. Thì đó là một số những ý kiến cho rằng là cái tình trạng này cũng không cần phải là gom hàng, không cần phải chuẩn bị giống như những cái nước mà kém phát triển. Ngay cả ở Việt Nam người ta còn chưa làm những cái điều đó nữa, nhưng mà ở tại phía Hoa Kỳ tại Lào lại đi mua hàng, đi sắp hàng rất là cực khổ để mà mua những cái mặt hàng như thế. Thì đó là một điều có đáng hay không, nhất là trong cái thời điểm như hiện nay, nhất là trong một nền kinh tế gọi là thị trường kinh tế mà dư thừa hàng hóa như Hoa Kỳ, thì làm những cái điều đó nó thấy nó có cái gì đó nó khác lạ. Thì trước đây mấy tuần á thì nó đã có một cái sự khan hiếm đối với cái mặt hàng gọi là khẩu trang rồi. Ở Hoa Kỳ chúng ta thấy đi ra đường không thấy ai đeo khẩu trang hết, chỉ ngoại trừ những cái trường hợp là người ta làm những công việc cụ thể á, họ tránh bụi tránh này đến kia thì họ phải đeo khẩu trang thôi, chứ gần như là không ai đi đeo khẩu trang, ngay cả ở phi trường Los Angeles hay là những cái nơi công cộng khác cũng không có ai đeo. Nếu mà mình đeo là cảm thấy là hết sức là bất ngờ đó, người khác sẽ nhìn mình giống như một người đang bị bệnh và cần phải cách ly người khác chứ không phải là người khác cách ly mình. Và nhưng mà mấy tuần trước ở khu vực này vẫn thiếu mặt hàng khẩu trang, là bởi vì sao? Người to rằng có những ý kiến những cái người gốc châu Á họ muốn mua thu gom các khẩu trang đó, và họ mua hết những khẩu trang đó có lẽ là họ gửi về cho các thân nhân ở bên cái vùng đó chẳng hạn, hoặc là họ mua để mà tích trữ. Thì đó là một thực tế mà chúng ta đã thấy rồi, và những cái thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ còn rất là nhiều, và những cái tranh luận của nó cũng rất là dữ dội, và chúng ta sẽ trở lại trong những chương trình tới. Thì bây giờ chúng ta chỉ xin dừng lại đây. Xin cảm ơn quý vị.